Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chống Trung Quốc, Mỹ muốn hợp tác, Việt Nam chần chừ. Đại sứ quán của Mỹ ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 5 vừa qua đã tổ chức buổi thảo luận trực tuyến cùng diễn giả đặc biệt Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á và giám đốc dự án Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington DC. Chủ đề của buổi thảo luận là an ninh khu vực và Biển Đông trong thời đại viêm phổi Vũ Hán. Trong buổi thảo luận, bà Glaser khẳng định viêm phổi Vũ Hán không làm Trung Quốc thay đổi chính sách trên Biển Đông. Đây là hình ảnh poster giới thiệu buổi thảo luận trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Chuyên gia Mỹ nhận định Trung Quốc hiện tại không hành động khác thường, chỉ đơn giản là họ thấy thời cơ đẩy mạnh hoạt động nhằm tìm kiếm lợi ích riêng, và đây không phải là lần đầu tiên. Trong quá khứ, nước này từng nhiều lần ngang ngược đưa ra yêu sách lãnh thổ khi thấy các điều kiện trong khu vực và quốc tế thuận lợi cho mình. Bà Glaser giải thích tiếp, khi thấy điều kiện thuận lợi, Trung Quốc sẽ tiến tới. Ngược lại, họ sẽ tạm ngừng và củng cố lại vị trí. Sau đó, họ sẽ lại lần tới khi nhận thấy thời cơ. Cũng theo bà Glaser, hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp đã giúp Trung Quốc duy trì hiện diện quân sự liên tục trên Biển Đông, để từ đó hỗ trợ chiến dịch dọa nạt, can thiệp vào các hoạt động khác nhau của các nước trong khu vực, từ đánh bắt thủy sản cho đến thăm dò khai thác năng lượng. Bà cũng lưu ý việc Trung Quốc gần đây đặt tên cho 25 đảo đá, dạng, san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông, bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1983 Trung Quốc đặt tên cho các thực thể địa vật lý như vậy. Bà Glaser nhận định tiếp, Trung Quốc từng đặt tên cho các cấu trúc vào năm 1983 và bây giờ mới đặt lại. Đây là điều khá bất thường, họ đã chuẩn bị từ trước và đến bây giờ công bố thêm. Bà Glaser cho biết thêm là Bắc Kinh có hai mục tiêu lớn do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ 19 vào năm 2017, với hai mốc lớn thời gian là năm 2035 và năm 2049. Đây là hình ảnh học giả Bonnie Glaser trong buổi hội thảo do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức. Theo đó, tới năm 2035, Trung Quốc muốn đặt mục tiêu trở thành nhà nước xã hội chủ nghĩa, trở thành quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đổi mới, gia tăng quyền lực mềm và hoàn tất hiện đại hóa quân đội. Tới năm 2049, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên chính thức của Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới muốn trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại và mạnh mẽ, có ảnh hưởng rất lớn trên trường quốc tế và có quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Trả lời với câu hỏi của Nhật báo Người Việt liệu Trung Quốc và Mỹ sẽ đối đầu trong cuộc chiến tranh tranh chấp ở Biển Đông lúc cùng có những sự kiện liên quan đến Đài Loan và Hồng Kông hay không? Bà Glaser đã khẳng định như sau, Trung Quốc muốn thắng Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Biển Đông nhưng lại không muốn đối đầu quân sự, tôi tin là như vậy. Bà phân tích tiếp, nếu xảy ra xung đột với Mỹ, Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều và không thể đạt được các mục tiêu quốc gia đề ra, cũng như xây dựng một sự đoàn kết dân tộc. Thành ra Trung Quốc muốn thắng và không muốn đối đầu. Theo tôi nghĩ, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các lực lượng tàu bè, bán quân sự hoạt động trên Biển Đông để không khiêu khích Hoa Kỳ và làm cho Washington phải sử dụng đến vũ lực. Tức là Trung Quốc sẽ cố gắng không đụng độ với Hoa Kỳ mà từ từ thực hiện các ý đồ của họ. Bà Glaser nói rằng, nếu một vụ đụng độ xảy ra, chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng chính trị. Nhưng bà không tin căng thẳng giữa hai bên sẽ tăng và hai bên sẽ không thể để tình hình căng thẳng thêm. Về phía Hoa Kỳ, bà Glaser cũng nhận định Washington cũng không muốn có cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Hoa Kỳ muốn giải quyết các tranh chấp và bất đồng với Trung Quốc một cách hòa bình, qua đối thoại và thương thuyết. Đây là hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia Glaser, trong nhiều năm, chính quyền của Tổng thống Barack Obama và bây giờ là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rất rõ chính sách của Mỹ với Biển Đông, đó là cần đảm bảo tự do hàng hải, hàng không trong khu vực theo luật pháp quốc tế. Và theo đó, các lực lượng của Mỹ sẽ đi vào các vùng biển và vùng trời với quyền tự do được luật pháp quốc tế cho phép. Bà Glaser nói thêm, chính sách của Mỹ chú trọng nhiều hơn đến việc bảo vệ cũng như củng cố các quyền hàng hải ở trong khu vực này, quyền hợp pháp để phát triển năng lượng, đánh bắt hải sản trong vùng biển được luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời cho phép các quốc gia thực hiện quyền của mình một cách hợp pháp, thể hiện tiếng nói và các quyền của mình.
Chuyên gia Glaser khẳng định tiếp, nhiều tàu và máy bay Mỹ đã đến Biển Đông để thể hiện với Trung Quốc rằng Mỹ quan tâm đến khu vực này và đảm bảo các quốc gia được thực thi các quyền hợp pháp trong khu vực. Bà Glaser lấy ví dụ về việc tàu Mỹ đi qua khu vực tàu khoan dầu của Malaysia đang hoạt động ở Biển Đông, nơi bị tàu Trung Quốc quấy rối. Điều đó là tín hiệu thể hiện Mỹ bày tỏ quan ngại và Mỹ không muốn chứng kiến những hoạt động quấy rối như vậy. Trong buổi thảo luận, chuyên gia Mỹ đã trả lời rất rõ ràng những câu hỏi Việt Nam có nên và có thể nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ thành quan hệ đối tác chiến lược. Đây là hình ảnh buổi đón tàu sân bay của Hoa Kỳ do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Bà cho hay Việt Nam không phải là nước duy nhất có chính sách không liên kết với nước này để chống nước khác. Nhiều nước trên thế giới cũng có chính sách tương tự. Mỗi nước phải tự xác định theo lập trường nào. Bạn có thể thiết lập quan hệ quân sự với nước này và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với nước kia, chẳng hạn với Mỹ. Đó là một ví dụ, mà không phải chống lại Trung Quốc. Và Việt Nam có thể cho phép lực lượng cứu trợ của Mỹ hoạt động tại nước mình khi có thảm họa thiên nhiên hoặc tham gia diễn tập quân sự với Mỹ. Những hoạt động này cũng gửi tín hiệu tới Bắc Kinh về các lo ngại chung mà các nước chia sẻ, như về sự bất nạt của Trung Quốc với Việt Nam và các nước khác trong việc khai thác năng lượng ở vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Mỗi nước cần tìm ra cho mình một khu vực an toàn để ra tín hiệu rằng không liên kết với nước này để chống nước kia, nhưng vẫn có thể hợp tác cùng các nước khác để bảo vệ lợi ích của mình. Tôi cho rằng điều này cũng đã được nhìn thấy trên thực tế qua việc Mỹ gửi tàu sân bay thăm cảng ít nhất 2 lần tới Việt Nam vừa qua. Việt Nam có thể xem xét mở rộng hoạt động này với Mỹ, vì đó là tín hiệu gửi tới Trung Quốc rằng Việt Nam vẫn chưa có lựa chọn khác nếu Việt Nam thực sự muốn tác động và thay đổi thái độ của Trung Quốc. Cũng tại buổi thảo luận, một câu hỏi khác được đặt ra là bao giờ Trung Quốc và ASEAN hoàn tất bộ quy tắc ứng xử Biển Đông? Đây là hình ảnh hội nghị quan chức cấp cao của ASEAN và Trung Quốc về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, lần thứ 18 diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Bà Glaser giải thích tiếp, tôi không tin là Trung Quốc muốn mau chóng hoàn tất việc này trong năm 2021, mà vấn đề có thể kéo dài sang năm 2022. Một lý do khác, khách quan nữa là Việt Nam hiện đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN, và nhiều nước hy vọng Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc này, nhưng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, rất khó cho Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN, và vì thế rất khó có thể vận dụng về mặt ngoại giao để hoàn tất bộ quy tắc này. Trong khi đó, các nước trong khối ASEAN vẫn chưa đồng thuận về việc này, cộng với sự trở ngại của viêm phổi Vũ Hán. Về phía Trung Quốc, chắc chắn họ sẽ không đồng ý để nước khác ngoài khu vực vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Hơn nữa, nếu các quốc gia ASEAN cảm thấy chủ quyền của họ không được đảm bảo, chưa chắc họ đồng ý. Diễn giả Bonnie Glaser nói thêm như vậy. Thành ra, nếu không có một bộ quy tắc ứng xử xứng đáng, được cả mọi bên hài lòng, vậy thì thà không có còn hơn. Bà Bonnie Glaser đánh giá rằng Việt Nam trở thành chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2020 là cơ hội tốt để đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, có một số bất lợi cho Việt Nam cần phải vượt qua để phát huy tốt vai trò của mình, do đây là thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành. Bà nói, hy vọng Việt Nam sẽ đóng vai trò của mình để củng cố một ASEAN mạnh mẽ, để thúc đẩy một số quan điểm và đưa đối thoại COC quay trở lại, để đảm bảo rằng có một số phản ứng chống lại một số đòi hỏi của Trung Quốc, chống lại một số ngôn ngữ mà Trung Quốc cố gắng đưa vào COC và có thể gây bất lợi cho lợi ích của các quốc gia ASEAN thành viên. Một câu hỏi khác thu hút sự quan tâm của dư luận đã được đặt ra cho học giả Mỹ, đó là Bắc Kinh muốn gây ảnh hưởng tới Việt Nam trước thềm đại hội đảng lần thứ 13, có phải không? Đây là hình ảnh tiểu ban văn kiện của đại hội đảng lần thứ 13 của đảng họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện vào ngày 7 tháng 1 năm 2019. Bà Bonnie Glaser cho hay là bà không phân tích nội bộ chính trị của Việt Nam, nhưng bà tin rằng Trung Quốc luôn muốn và ngày càng cố gắng gây ảnh hưởng đến nội bộ chính trị của các nước khác. Ví dụ tốt nhất là Úc. Chúng ta có thể thấy Trung Quốc đã rất kiên quyết trong việc can thiệp vào xã hội và chính trị nước này. Trong đó, vài năm trước, Trung Quốc đã dùng tiền để xây đắp các mối quan hệ với chính trị gia trong Quốc hội Úc. Từ đó, Úc đã thông qua đạo luật cấm các khoản đóng góp tài trợ chính trị từ nước ngoài có hiệu lực từ đầu tháng 1 năm 2019. Và đó chỉ là một ví dụ. Chúng ta có thể nhìn thấy vô vàn các ví dụ như vậy. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã cho thấy một sự quyết tâm mới của Trung Quốc trong việc dùng tin giả và chính sách ngoại giao, chiến binh sói để buộc tội các quốc gia khác.
Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Nó vốn không phải là điều chúng ta thường thấy trong quá khứ. Trung Quốc đã rất nỗ lực truyền bá các tin giả như ai tạo ra virus, ai là người khởi xướng, thậm chí tới mức họ còn tuyên truyền rằng Pháp bỏ mặc cho người dân chết trong nhà thương. Bằng cách nào đó, họ nghĩ ra rằng những thông tin này phục vụ cho lợi ích của họ. Do đó, chúng ta thấy các cách sáng tạo hơn của Trung Quốc trong nỗ lực can thiệp vào nội bộ chính trị Việt Nam có thể qua truyền thông, qua can thiệp vào Facebook, Twitter. Việt Nam nên dự đoán trước những gì Trung Quốc có thể làm và cố gắng xây dựng các rào chắn ở bất cứ lĩnh vực nào có thể để đảm bảo hệ thống chính trị đủ sức bền, đủ sức chịu đựng và không dễ bị tổn thương từ các hoạt động can thiệp chính trị của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 với bản tin Chống Trung Quốc, Mỹ muốn hợp tác, Việt Nam chần chừ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.